Hai bộ xương khô bí ẩn giữa rừng. Vào ngày 22 tháng 8, một số người dân đi hái măng tại khu vực thuộc xã Đắk Rông, huyện Cờ Bang, giáp danh với xã Hiếu, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã phát hiện hai thi thể, chưa xác định được giới tính, nằm trên chiếc võng và dưới đất đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ trọi lại bộ xương khô, quần áo mục nát. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân chết trước đó khoảng 7 đến 8 tháng. Cũng theo nhận định của cơ quan chức năng, hai thi thể trên có khả năng là người ở địa phương khác đến. Vì trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Cờ Bang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích đến cơ quan chức năng. Qua mắt thường nhận định, thi thể dưới đất là nam, thi thể trên võng chưa rõ giới tính. Hai thi thể phát hiện ở giữa rừng không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính. Tại hiện trường có lán tạm, được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab. Phía trước của lán, các nạn nhân có bày tượng thần tài màu đỏ và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao. Ngoài ra, còn có một chiếc vali màu xanh, bên trong không có đồ dùng, quần áo cá nhân mà chỉ có một chiếc kéo và dao. Xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để khâu bao bì. Một tình tiết đáng chú ý là phía cuối võng có một chiếc nón bảo hiểm màu hồng được treo lên cây. Trên nón ghi địa chỉ một trung tâm điện máy Tuấn tại huyện Mờ Đắc, tỉnh Đắk Lắk. Hiện trường cách Ủy ban Nhân dân xã Hiếu khoảng 25 km. Khi đến cửa rừng, phải bỏ xe và đi bộ thêm 30 phút thì mới đến được vị trí này. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở và cảnh quanh đa số là rừng già và ẩm. Dựa vào cảnh vật tại nơi phát hiện hai thi thể thì suy đoán đây là một điểm dừng chân tạm dừng của những người dân từ vùng khác đến khu vực này để tìm kiếm gì đó. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hiếu thông tin, sau khi xác định tọa độ, hiện trường thuộc về lâm phần do huyện Cờ Bang, Gia Lai quản lý. Công an xã Hiếu đã bàn giao lại cho công an xã Đắk Rông, huyện Cờ Bang, đồng thời báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành điều tra làm rõ.